lộ danh tính kẻ giật dây đứng sau điều khiển lợi dụng 4 nữ tiếp viên sách ma túy. PKT. Xin chào 500 anh em, mình là PKT đây. Tiếp tục đến với diễn biến nóng liên quan đến vụ 4 tiếp viên sách ma túy về nước. Vừa qua, hàng loạt thuyết âm mưu được đưa ra sau vụ 4 tiếp viên bị bắt, sau đó trả tự do. Khiếp, nghe các ông bàn thôi mà như kiểu cảnh sát hình sự đang đọc án không bằng. Đầu óc tưởng tượng thật là vi diệu anh em ạ. Còn bây giờ không phải bàn dọc bàn ngang gì nữa. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa mới thông báo một loạt câu chuyện và diễn biến nóng khẳng định 4 tiếp viên này vô can rồi. Không những vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 6 chuyến hàng kem đánh răng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam. Đồng thời xác định được đối tượng cầm đầu, lợi dụng các nữ tiếp viên vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Theo đó, chỉ trong thời gian 30 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng 3 do các nữ tiếp viên bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã được huy động tham gia điều tra mở rộng vụ án đã tập trung xác minh, làm rõ từng đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phục vụ công tác truy bắt. Đồng thời đã bắt được đối tượng là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây toàn bộ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Lợi dụng người Việt học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Tiếp đến, đối tượng này sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tại đây, ma túy tiếp tục được chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác. Không liên quan đến các nữ tiếp viên nêu trên. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật có liên quan. Như vậy, hiện tại theo tiết lộ của công an, kẻ cầm đầu ở nước ngoài, số ma túy khi về Việt Nam thì qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước giao đến các địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Giờ thì hết chuyện Đồng Tây nhá. Công an đã tóm cổ được kẻ đứng sau rồi. Mặt khác, thông tin có tới gần 100 bị can trong vụ án này. 22 vụ án đã được khởi tố, 65 người bị bắt ngay sau khi thực hiện truy xét điều tra. Giờ có chạy đằng trời. Hy vọng những tin fake news sẽ không khiến các bạn mất niềm tin vào nghiệp vụ phá án của Công an Việt Nam. Chúng mình sẽ tiếp tục update hàng loạt diễn biến nóng liên quan. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.